Vậy sao? Một người mẹ đơn thân phải nuôi nấng một đứa con như thế này quả là điều phi thường. Con à, con phải luôn luôn nhớ công ơn mẹ con mà con sống cho phải nghe con. Mẹ con đúng là một người phụ nữ phi thường. Và mẹ Dạ Ngọc đây cũng vậy, là một người phụ nữ hết sức là tinh tế. Con đó nghe, con có phước lắm đó, còn có tới hai người mẹ, đó là sự may mắn của con đó. Cái này là ba phải công nhận gì mới đúng, cho nên con phải biết ơn về cái điều may mắn đó, biết chưa? Dạ con biết rồi ba. Với lại á, dì Ngọc cũng thương con lắm luôn á. Hôm bữa dì Ngọc á kêu con chở qua nhà của con á để dì đứng trước bàn thờ của mẹ, nhận mẹ làm em kết nghĩa nữa dì. Ồ vậy hả? Dạ chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà riêng tôi á, tôi thấy bà xã tôi rất là phi thường. Ngày hôm qua bà sếp tôi có qua đi chơi, bà có nhìn bà xã tôi bà trầm trồ hoài à. Bà nói tôi chứ anh là có phước lắm á nghe, mới có được một người vợ vừa hiền lành rồi nhẫn nhịn chồng rồi yêu quý luôn con chồng đó. Cái người phụ nữ như vậy là đời này là hiếm thấy lắm. Dạ đúng rồi đó. Với lại hồi đó mẹ con còn sống á, mẹ con có dạy á là mẹ con sinh con ra á là không có đúng với chị Ngọc, nên á là không có được làm huyền ba, với lại sợ là làm ảnh hưởng tới gia đình của dì. Nhưng mà bây giờ á, ba đón con về đây rồi, với lại hả dì Ngọc cũng yêu thương con nữa, mẹ con ở Suối Vàng á biết được chắc mẹ con mừng lắm luôn á. Mẹ của con nói với con như vậy đó hả? Ôi trời đất ơi, trên đời trời đất này tôi mới thấy một người phụ nữ như mẹ của con vậy đó. Lần đầu tiên mới thấy một cái động vật quý hiếm đó là như mẹ của con á. Thường thường cái thể loại thứ ba đó, khi chiếm hữu chồng người ta rồi á là muốn có con riêng ha, muốn có con riêng để chiếm hữu chồng người ta về tay mình. Nhưng mẹ con vẫn hiền lành, vẫn nhẫn nhục như vậy, đó là người phụ nữ hiếm thấy. Nói nghe nè, ai kia mà có ý đồ hay không, hay là có ý định gì hay không thì làm sao mà chúng ta biết được hả bà? Ha, đúng không? Chắc vậy. Ủa mà sao kỳ vậy? Qua đây nói chuyện gì vậy? Sao lúc nào cũng nghe nói là lo sắc khỏe, sắc đẹp, đi tập thể dục mà giờ sao không tới giờ rồi không đi tập đi? Tôi quên. Trời ơi, con mập lắm rồi đó nghe, đi tập đi, để không có dáng rồi kêu sao mà mặc áo đầm không có được. Được rồi, tôi về tôi tập. Làm gì dữ vậy? Con, bữa nào rảnh ghé nhà dì nha, dì đổ bánh xèo mực ăn là bá cháy luôn á. Chớ nha, dễ thương ghê vậy. Dạ, cảm ơn chị, dạ, chị về. Về thôi. Trời dễ sợ. Cũng may là có cái vụ này thôi á, chứ lâu lâu mà ông dắt về một đứa rồi bạn bè tôi á nó dắt tới đây nè thăm nom nhìn mặt, trời ơi trái tim mà vụng vỡ của tôi nó tan thành mảnh á thì nói sao hả? Anh biết lỗi anh rồi, bây giờ cái chuyện nó lỡ vậy rồi thì mình giải quyết. Anh cảm ơn em đừng nhắc nữa. Nếu lần sau á gì không thích á thì mình đừng có tiếp nữa. Con không thích á hả, tới đây nhìn mình như là sinh vật lạ vậy á, cứ dò xét hoài. Con nói vậy đó, em thấy đúng không? Đúng cái gì mà đúng? Thì vậy đi, cứ thế mà làm. Uống nước cam nè. Dạ, cảm ơn chị. Trời, em đọc hết cuốn sách luôn hả? Dạ, đúng. Nhanh rồi. Nhanh vậy? Tại vì em muốn chuẩn bị cho tốt. Tại vì em đại diện cho sinh viên của lớp em giao lưu với các bạn sinh viên nước khác về vấn đề hả khí hậu trên toàn thế giới nè. Với lại chị biết không, tại hôm qua thì đưa tài liệu trễ quá nên em cố gắng hả đọc suốt đêm để cho xong luôn nè. Vậy hôm qua không chịu đọc đi còn phụ chị gói hàng chi nữa? Trời có gì đâu, em phụ chị để làm cho lẹ để chị đi nghỉ sớm, chị còn hả cho lo sức khỏe cho em bé nữa. Nói nghe nè, để khi nào chị gom được tiền hàng á xong cái hai chị em mình đi nhà sách nha. Em thích sách nào chị mua cho em sách đó. Dạ yeah, cảm ơn chị. Uống nước cam đi rồi đi. Dạ yeah. Ủa yeah. Chào anh Tơ. Chào em. Anh uống miếng này. Anh á cứ thức khuya chơi game, từ đây về sau á tập ngủ đúng giờ đi. Em cứ càm ràm như hoài. Em thử em chơi game coi, em có ghiền giống anh không? Trời, không tin bây giờ nè, em hỏi Lân đi. Lân. Dạ. Em mê game gì nhất? Em đâu biết chơi game đâu. Thấy chưa? Cái gì vậy? Tại từ nhỏ tới lớn mẹ em hả cấm em không có cho em tiếp xúc với lại TV với điện thoại nên không có chơi game. Trời ơi, chán ghê. Vậy là em học không luôn á hả? Dạ.
Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ nha. Không có đâu. Anh biết không, mẹ em dạy hả là bắt em phải làm việc nhà nè. Ngoài ra mẹ chở em đi công viên chơi, với lại hả còn chở em đi đọc sách nữa. Nên em đâu biết chơi game đâu. Mấy cái đó em dở lắm. Sao tôi thơm bất hạnh quá vậy? Bất hạnh cái gì? Cái đó là may mắn đó. Ai như anh chơi game hoài. Alo Bảo hả? À, để tao một chút nha, tao ra liền. Thôi em đi học trước nha. Với lại bạn em đợi em ở ngoài rồi. Chiều chiều mai em nghỉ á, còn cái đơn hàng nào á chị nói đi, em với chị đi giao. Dạ. Cảm ơn nha, chúc mừng ngày may mắn. Dạ, em đi trước nha chị. Đi học tốt nha. Tâm, mở mắt ra ăn uống cái đàng hoàng cho mẹ. Con nhìn lại con đi hả, con thấy con á có người ra người, hồn ra hồn không? Con có bằng nó không hả? Mẹ vất vả nuôi con, bây giờ con nhìn lại con đi, con coi coi con có bằng một gốc gì với nó không hả? Ba mẹ muốn con á làm cho ba mẹ hãnh diện, nở mày nở mặt, mà bây giờ á ba mẹ không biết nói sao với con luôn á. Trời mẹ ơi, tụi con là anh em với nhau mà, sao mẹ so sánh tụi con vậy được? Không phải là mẹ muốn so sánh, mà mẹ thất vọng về con hiểu không? Mẹ, con thấy á là ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau hết trơn á. Ví dụ như anh Tôm nè, anh có những cái điểm mạnh mà Lân không có được. Ưu điểm là gì? Chẳng phải nãy từ miệng con nói ra là thằng Tôm nó chơi game sao? Tôi ý con không phải như vậy. À, hai vợ chồng á là phải nhắc nhở bảo ban nhau mà sống, đừng có mặc kệ nhếch nhác bê tha, rồi đến lúc á sáng mắt ra rồi mới nhìn lại thấy mình thua thiệt người ta, hiểu chưa? Mẹ đừng có buồn nha, tại mẹ giận mẹ nói vậy thôi, chứ em á là với con mắt tinh tường của em á là em nhìn thấy chồng có rất là nhiều điểm mạnh, mạnh hơn Lân rất là nhiều luôn á. Xạo quá thiệt, cái mặt em xạo lắm luôn á. Không, em nói thiệt đó, đừng có buồn nghe. Anh hiểu mà, anh là anh lo cho mẹ thôi. Anh cũng thấy á là mẹ kiểu mà hay làm khó bản thân mình á. Là sao? Anh thấy mẹ cứ đối phó với bà nội nè, rồi giờ hết bà nội về đối phó tới em, hết em về đối phó với Lân nữa. Anh cứ sợ á là mẹ áp lực quá, trái tim mong manh của mẹ nó vỡ tan. Cũng đúng ha. Chị tính ra là bây giờ mẹ đang đối phó với một người thứ ba mới rồi. Ừ, chứ gì nữa. Ủa nhưng mà anh làm xong bài thuyết trình chưa vậy? Gì nữa đây? Rồi, cái thái độ này á là em xem thường anh giống như mẹ đúng không? Không phải, em xem thường nào, ý là anh chưa xong á thì anh hỏi Lân á, có gì Lân dịch cho, dù gì tiếng Anh của Lân cũng giỏi mà. Em quên là chồng em tốt nghiệp đại học rồi hả? Mấy cái đó vậy ẹt à, như trò con nít vậy. Anh làm xong hết rồi. Bởi vậy, chồng em năm vừa qua. Làm ăn vậy sao coi được tôi? Con dịch như là con nít mới đi học tiếng Anh vậy đó. Đối tác của mình là nước ngoài, mà con dịch tiếng Anh mà rời rạc cái vậy nè, đọc xong ta hiểu. Dạ. Con làm không được á thì nói, ba kêu người khác làm. Dạ, ba bình tĩnh. Dạ, con xin lỗi ba. À, chắc là do con hơi chủ quan đó ba. Thôi để con dịch lại. Dịch lại hả? Rồi tới chừng nào mới xong? Sáng mai giao cho người ta rồi. Bây giờ nè, con nhìn đi. Ba đưa cho con là nguyên một bản tiếng Việt dịch thành tiếng Anh. Mà con dịch như vậy đó hả? Con coi lại nè. Thôi giờ vậy nè, chốt lại đi. Làm không được, bỏ. Và phải nhận ra cái sai sót của mình ha. Chứ không thể nào mà làm ăn như vậy được. Dạ ba, con xin lỗi ba. Mày xin lỗi cả đời. Làm việc của con đi, để ba với lại anh Tâm làm việc, nghe không? Dạ tại... Đúng là việc riêng, nhưng việc này cũng thể hiện quan điểm cái chuyện tôi dạy con như thế nào. Cho nên tôi nghĩ cứ để thằng Lân nó đứng đó đi, nó biết gì một chút không sao hết. Còn con nữa, bây giờ con phải xác nhận với ba là con đã làm sai và con không làm được trách nhiệm này ha. Sai là phải nhận, để ba tìm cách khắc phục. Dạ con xin lỗi ba, coi như là bây giờ con sai, con sẽ làm lại. Coi như là con lấy công chuộc tội được không ba? Làm lại tới chừng nào? Hả? Sáng mai 7 giờ giao cho đối tác. Giờ là mấy giờ?
Rồi lỡ đêm nay mày làm không xong, rồi sáng mai tao ăn nói sao với người ta. Tóm lại ba sẽ giao việc ra cho chị Ánh ở phòng marketing. Chị làm liền. Ba. Thì anh cũng phải cho con nó có thời gian chứ anh. Ờ, nó nói nó làm được mà. Đó. Đâu phải tôi cho thời gian đâu em. Bao nhiêu lần rồi, bây giờ mà chờ nó làm tới chừng nào nữa. Thôi, chuyện này chuyện công ty đó giải quyết, em đừng xía vô nữa. Dạ ba ơi, cho con xin ý kiến được không ba? Ý kiến gì? Dạ. Con cứ nói đi. Dạ. Tối qua con có xem qua bản thuyết trình của anh Tôm. À, con cũng nghĩ là con học như chuyên ngành ngôn ngữ Anh nên có thể giúp được anh Tôm trong chuyện này. Ba để cho con với anh Tôm làm được không ba? Cái gì? Con muốn giúp anh Tôm á hả? Con nghĩ là con có một chút vốn liếng ngoại ngữ, rồi con muốn chứng tỏ mình ta đây, rồi giúp anh Tôm hả? Nè con ơi, không có đơn giản đâu nghe. Ở đây là công việc quan trọng chứ không phải là bài tập làm văn của con ở trên lớp đâu à. Mẹ. Ba, con thấy ý kiến của Lân được đó ba. Hay là bây giờ ba cho con cơ hội, con dịch lại, Lân sẽ phụ con. Chỉ cần 2 tiếng thôi. Nếu mà tụi con làm không được á, thì ba giao cho chị Ánh cũng chưa muộn mà ba.